Dạ, xin kính chào ông bà, cô chú, anh chị ạ. Hôm nay thì cũng chắc 2 tuần rồi quý vị ơi, hãy ghé thăm lại nhà của mình ha, xem tình hình làm nhà cho cô nhỏ đến đâu rồi quý vị. Thì cũng chia sẻ đến cô chú anh chị rằng là 2 tuần từ cái lúc mà Hải về đến hôm nay thì trời ở miền Trung của Hải quý vị ơi, mưa liên tục, hãy bão rồi đến mưa. Nói chung là chuẩn bị tiếp tục cơn bão số 7 nữa cả nhà. Thì cũng rất là nhiều cô chú anh chị quan tâm xem và cũng hỏi thăm Hải rằng là nhà của nhỏ làm đến đâu rồi quý vị ha. Thì Hải cũng vừa mới ra đây ha. Thì ở phía sau đó quý vị, xây lên đây mới được một khúc đây ha. Bây giờ hãy để vô hỏi thăm cô mình chút nha, bởi vì hôm nay thì trời mới nắng lại được quý vị. Sáng nay vẫn mưa nha, nhưng mà chiều nay thì trời mới nắng lại đây. Ở đây cô lớn nè, vừa ra gặp cô lớn cả nhà. Ôi trời ơi, ông mặc cái đồ gì đâu mà tôi thấy lớn. Rồi ơi, hôm nay không đi đâu hả? Hôm nay không 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 đi lên chợ Không. hả? À, mấy hôm nay khỏe không? Khỏe hả? Nhìn như nãy nè. Ồ. Trời. Để xem mình mua dẫn cái quần ha. Chẳng có gì thun nó rộng rộng, với còn anh mặc cái quần này thôi. Bữa nay anh mập quá này, cái bụng này là ăn ăn nhiều, ăn rồi anh ngủ nhiều nên là khổ, không biết sao, lớn không biết sao luôn cả nhà. Mấy bữa nay có đi lấy đồ nữa không hả? Mấy bữa nay làm gì hả? À, ở nhà làm nhà thôi hả? À. Mẹ ở nhà hả? Mẹ đi đâu rồi? Dưới á. Ở nhà dưới hả? À. Mẹ ở nhà có dọn dẹp không hay là để tùm lum trong nhà đây? Có Hả? có Có hả? À. Ôi trời ơi. Vô trong nhà là nó ngột ngạt lắm cả nhà. Công nhận nhỏ không biết sao mà nó ở được. Mình cũng người mà bị bệnh thì nó bình thường. Dì Minh, lâu nay khỏe không dì Minh? con nhỏ hoài coi ai coi lại cái kẹo đó họ mừng á, Kéo gì? cái kẹo á, Đâu có lấy làm gì? cái kẹo họ mừng á, họ mừng ngoài nữa mà họ không mất kẹo. Sao đem đồ bớt bán đi chứ để tùm lum cái gì Minh? Đâu số đơn được đây họ mừng á. Hôm qua làm gì mà chửi ai ghê vậy? Họ ăn trộm, Ăn trộm gì? trộm thạch mà lỗi có lỗi rồi ta. Bọn xe tải chạy á. Trời ơi. Anh cắt rồi vậy. Anh cắt gì sao lắm? Ôi tại nha. vì cuộc nếu đem bọn qua nữa lại bọn xe tải lại giật lùi rồi chứ. Ai lái mà gì giật lùi? Cái lăng rồi dự chú hả? Lại bôi giấy đi thôi. Bên đây anh mặc, anh này anh mất mặc rồi. Bên đây ta anh mặc đồ thấy gọn gàng hơn nè. Mừng mặt mệt đi. Mặn cái gì mà vậy? Mà sao mấy cái gỗ này mà đem vô nhà làm cái gì? Đem vô tao mất nước trôi. Hả? Nước trôi qua đường còn họ mừng. Mừng rồi đem vô 3 bữa nặng mừng. Thôi nước trôi. Nước trôi gỗ hả? Nước luôn á. Chứ biển mất. Nước luôn á lên bung lên rồi mà đem vô nó trôi ngoài đường. Mấy bữa bảo nhà gì có bị sao không? Không bị chết hết. Không bị gì hết vậy? Ai. Đây mặc đồ thấy cũng lịch sự đó chứ gì? Mừng mệt đi mà mắng gì mày đánh thạch luôn mà mừng còn thạch không mừng. Giữ đây ha, giữ thép cho nhỏ làm đó, sắt thép đây à. Ủa mà sao bà đi xe đạp thấy 3 chiếc luôn giữ hả? Bữa để chuyện nặng dạp dạp đem lên nữa chứ. À đúng công rồi, việc chiếc đó xe có này chuyện đứng để có 2 chuyện để đi nữa. Chiếc xe này là ở dưới dưới kho, chiếc xe này ở dưới kho. Lại cái sạn đó. Nhà thấy là cái xe đạp mà nó cũng nhìn thấy cũng kỳ cục luôn ha. Chỉ có người bệnh mới dạy thôi, chứ còn cả nhà thấy là có ai bình thường mà chiếc xe đạp mà nhìn thấy nó cột dây rồi vàng rồi không ra cái gì hết trơn. Quá, nói chung là hãy qua vậy cả nhà, chứ còn là ở ngoài là nghe cái mùi gì nó tanh dữ lắm. Đây này, do là đem đồ này, trái cây này, đây này. Trái cây rồi đem đồ tùm lum vậy đó. Đây này, đây này,
Chắc vài bữa nữa chắc cũng đưa dì Minh đi bệnh viện bữa nữa, chứ còn để ở nhà với tình trạng này là không được rồi. Mua về đi. Còn này là gì mà gì để rùi nó bao rồi mù ham không á gì? Cái này. Nó có gì hết. À, không có gì hết. Nó mùi mặn chứ. Nó dâu ăn á. Hôi lắm. Thì chung là hôi lắm rồi. Ai mà không quen là chịu không nổi luôn á. Hôm nay lâu lắm rồi mới thấy dì Minh mặc cái đồ nó gọn, nhưng mà phải ba lớp đây. Ba lớp này. Ủa, ba lớp. À, đó gì em xem nó đúng y luôn á. Con chó ở đâu lớn? Mẹ đem về nuôi hả? Đâu chạy tới hả? Chó ở xóm mà qua đây giữ nhà giùm hả? Chó chị nhà. Nhưng mà hai cả nhà nha, da dẻ rất là hồng hào này, không mũi bị mũi cắn gì trơn, chứ còn mình ra là mũi cắn kinh khủng lắm. Vô trong nhà cô lớn là phải bôi dầu trước mới dám vô, chứ còn bình thường là vô không nổi. Rồi để mình ra mình xem nhà ha, chia sẻ ra đến cô chú anh chị xem là nhỏ làm nhà tới đâu rồi đó ha. Đây cả nhà, trời mưa này, nước. Bữa hôm qua là hãy xem camera là vũng nước ở chỗ này, một vũng nước ở đây. Hello anh, anh chở vật liệu đây. Dạ mới ra anh. Mưa mấy không làm được anh à? Mưa suốt không làm được hả? Mưa quả làm được, quả lấy mở tần nữa. Ủa mà sao ai đào mấy cái lỗ này làm gì vậy ta? Thằng cu đến đây chơi bày ăn mưa cho ai, thấy đường xe ăn mưa thì vô ra đào ngay lỗ đây để bày ăn mưa cho ai. Thằng ngằng ghê. Để bác xin măng để nó nghe quá đứng thầy được không một tuần. Mai chắc lặp lại thôi. Ừ. Sáng nay hình như cũng mưa ở đây, mưa đúng không? Lấy rác hả? Sáng có mưa trôi nhỏ thôi. Mà ở Đà Nẵng em là trời nó nắng nhiều hơn ở ngoài Quế này nha. Ở đằng thời tiết cao hơn. Đó là trời nóng là nhiệt độ cao hơn qua đi mày đâu á. Ở đây có tan mặt hết. Ở đây cả nhà ơi. Nhà của cô nhỏ xây mới được chừng này thôi đó ha. Do trời mưa với lại ở đây là mưa gặp bão nữa, gió nên là không dám xây lên, mà trời nó mưa bão là nguy hiểm lắm. Sợ gió xây là tiếng. Do nhà xây nó cũng cao rồi đó. Cao quá, gió nó xây nó cũng nguy hiểm rồi. Cái nặng rạo lắm cái mới an toàn được. Dạ đúng rồi. Cao mình nhìn cao dữ anh Mười hả? Ở dưới 5 mét lắm á. 1 mét 5 mét lắm á. 5 mét hình như 5 mét hơn 5 mét anh ạ. 5 mét à? Dạ đúng rồi. Rồi làm gác nữa anh biết không? Cao đó. Từ đó cao. Nói chung là có cửa không bao hay trần rồi. Sắt đồ về rồi chứ máy làm mặt trước, xây mặt trước chập, mặt sau chập. Nội bộ khúc trô mà gạt đầu tay lên mà lợp bắt đầu mình tổ thôi. Đúng rồi, nói chung ngày ngày mai ngày mốt là lợp được rồi. Mốt lột rồi. Lợp xong mình làm, mình mắc cái thằng làm nó lột rồi. Dạ dạ. Anh Mười vô tay cho họ cái đó. Dạ dạ dạ. Rồi anh Mười. Dạ đây cả nhà. Thì nhà của nhỏ xây mới được tới đây thôi. Hôm Hải về thì mới làm cái mặt trước này ngang cái giàn này thôi. Mà hôm nay thì lên được chừng này rồi. Ở đây thì cũng có nhiều cô chú anh chị cũng chia sẻ ha. Góp ý là làm cái cửa ở sổ ở phía trước cho nhỏ đó ha. Nhưng mà cả nhà ơi, Hải cũng có dự định làm lúc đầu tiên đó. Nhưng mà do cả nhà biết sao không? Bởi vì mình cũng chừa đây một cái cửa sổ rồi ha. Mình chừa đây nữa bởi vì bữa sau là do là cái nhà của nhỏ này thì nó thật sự nó ra cái nhà thôi chứ như phòng trọ thôi. Ở chỗ này thì mình sau này thì mình để cái tủ ở chỗ này ha. Mình để cái tủ ở ngang đây thì nói chung cái cửa chỗ này thì chẳng có cái tác dụng gì hết cho cả nhà ơi. Nó có cửa sổ ở đây là ok rồi. Rồi đây có diện tích nó thật sự là cuối nhỏ cả nhà, có 20 mét vuông đó mà, nên là
cô chú anh chị thì nhiều cô chú anh chị cũng góp ý này kia đó làm để cho tốt hơn nhỏ nhỏ đó ha. Thì Hải cũng xin chân thành cảm ơn cô chú anh chị rất là nhiều. Nhưng mà do cái diện tích này quá là nhỏ. Giờ đó cô chú anh chị thấy là đây có cửa sổ ha. Mà mình chưa đây cái cửa sổ nữa. Thì nói chung là nhà nó quá nhiều cửa luôn ha. Bởi vì phía trước này là có cửa chính rồi. Cửa này thì cũng tương đối là rộng rồi đó ha. Mà mình làm đây cửa nữa và nó cũng được đó cả nhà. Nhưng mà do là mình để cái sau này mình sẽ để cái tủ quần áo của nhỏ ở đây ha. Cả nhà mình nói cho cô chú anh chị hiểu luôn, đây là cái giường đó là đây. Đây cái giường này từ đây này. Đó. Là cái giường ngủ của nhỏ nó nằm ở chỗ này ha. Đó. Và đây là cái chỗ mà toilet đây ha. Đó. Rồi cái bếp đây. Cái bếp chỗ này. Rồi chỗ này là cái chỗ rửa chén ở đây đó ha. Thì cũng có nhiều bạn vô bình luận nói là làm phong thủy thế này thế kia đó ha. Nhưng mà thật sự là cái này cái phòng trọ cả nhà, chứ không phải gọi là cái nhà, nó cái nhà để cho nhỏ cũng có khí thế mà mình làm hơn thôi. Chứ còn thật sự nó cái nhà hơi quá cả nhà. Vì cái nhà diện tích bèo bèo chắc cũng phải 40 mét vuông á. Thì nó mình mới dễ làm hơn được 40 mét vuông trở lên. Chứ còn cái này là cái phòng trọ ha, nên nó là phong thủy cô chú anh chị nói là toilet phải cách cái bếp hay là cách cái bồn nước hay là này kia đó ha, thì bồn rửa chén đó thì nói chung là nó chỉ tương đối thôi, chứ còn mình không thể nào mình làm phong thủy được cả nhà. Phong thủy là cái diện tích nó phải lớn. Giờ làm sao mà mình thiết kế để cho nó gọn gàng, ở cho nó sạch sẽ là được rồi ha. Còn cái phong thủy thật sự là nó chỉ tương đối thôi cả nhà, chứ còn không thể nào mà mình làm nó đúng tuyệt đối hết được. Nó cái nhà riêng cho nhỏ đó ha, để cho nhỏ nó có khí thế, bởi vì đó là cũng ước mơ của nhỏ quý vị. Từ lúc làm nhà đến bây giờ nó cũng mất ngủ, nó mừng quá cả nhà, bởi vì 20 năm rồi sống trong kia, gọi là sống trong cái đống rác. Thật sự là nó còn hơn đống rác nữa quý vị. Đống rác gọi là đống nhà nó mẹ nó nuôi gà, nuôi vịt, nuôi chó này, nuôi mèo này kia, là giống như là trên cái đống phân luôn á. Hồi mà hãy dọn nhà nhỏ là lớp phân dài như này nè. Nên là cũng mong là sớm làm một cái nhà để cho nhỏ nó ở đó quý vị. Nhưng mà đúng thời tiết miền Trung của Hải gần đây nó cũng mưa với bão liên tục quý vị. Nên là cũng kéo dài. Nếu như mà không có bão, không có mưa thì bữa nay xong rồi. Bữa nay xong luôn rồi quý vị. Bởi vì cái diện tích này thì làm cũng nhanh. Nhưng mà nó mưa suốt, với lại phần nó xây lên nó cao đó. Mà nó hẹp nữa quý vị, sợ là gió bão ở miền Trung nó mưa là nó sẽ ụp. Nên là cũng chờ cho thời tiết nó nắng đẹp. Chờ cũng lâu rồi quý vị. Hãy cũng chờ cho trời nắng ra, nhưng mà cuối cùng nó mưa ở ngoài này, nó mưa nhiều lắm. Nó mưa hơn ở Đà Nẵng của Hải nhiều. Nên là đến hôm nay Hải mới ra được đây để xem thử là Hãy về rồi làm được tới đâu, coi rồi cùng chia sẻ đến cô chú anh chị ha. Như Hải thấy như thế này là cũng tạm ổn rồi cả nhà ơi. Chắc nếu mà thợ làm sai thì trong ngày mai là ngày mốt là bắt đầu lột được rồi ha. Ngày mai là sai ở đây với lại bên này nữa ha. Rồi sai bên toilet này, làm mấy tấm đanh để làm cái bếp với lại cái chỗ bồn rửa chén nữa. Xong rồi là bắt đầu tô rồi lóc này, nếu như mà không mưa thì bữa nay xong mất rồi. Mưa liên tục nên là nó cũng hơi lâu đây. Cũng nhiều bạn, cũng nhiều cô chú anh chị ha, nói sau mà không có làm cho nhỏ cái mùa nắng ha, thì cái này Hải cũng xin nói lại lần nữa này, thì Hải cũng biết ở miền Trung Hải là trời mưa là không có được. Hải cũng xin cậu của nhỏ là đến nay là gần hình như là tháng này tháng thứ 5 rồi đó cả nhà, là xin 5 tháng xin cái miếng ở đây á, là 4-5 tháng rồi đó, gần 5 tháng, 4 tháng mấy gần 5 tháng đó, thì hôm nay cậu mới cho đó cả nhà đó. Với lại một phần nữa đó là cái lúc mà xin nhà cậu á, là còn cái miếng đất này này là họ là cậu đang trồng cây đó, đang trồng cây là xe là chắc chắn là vô không có được rồi. Bữa nay là tiện mai là cậu cũng vừa mới bán cây được 10 ngày nửa tháng là nhỏ làm nhà này đây cả nhà. Cũng may là cậu bán cây, với lại nói chung được cái này thì lại mắc cái kia ha. Chứ còn biết rằng là ở miền Trung của Hải mùa này là làm nhà làm cửa mấy tháng này là thua, chỉ có ai mà làm mấy mấy tháng này làm chỉ có tô hoặc làm ở gì trong nhà này thì làm được, chứ còn mà
xây lên làm móng cái này kia là tháng này là nguy hiểm lắm. Ở như ở thành phố mà mấy tháng này mà đầu móng làm nhà quý vị nó dễ bị sập ở nhà bên cạnh, rất là nguy hiểm luôn. Nó còn nhà nhỏ như thế này thì hãy thấy là cũng trời cũng phò hộ rồi đó, cũng may mắn rồi đó cả nhà. Đó, lên tới đây rồi, lên tới này là cuối ngon rồi. Cả nhà thấy gác không? Gác rất là cao này, gác này cao cao hơn hãy đưa cái tay lên chắc cũng phải 2 mét mấy đó cả nhà. Đó, hãy làm cái gác đây nha ha. Đó, rồi cái cầu thang là ở bên này, cầu thang 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 sắp vô tường đó cả nhà ha. Và rộng lắm, cái gác này là 2 mét 40, 2 mét rưỡi đó, tầm 2 mét rưỡi đây cả nhà ơi. Đó, làm cái gác đây ha, rất là thông thoáng luôn cả nhà. Còn ở phía trên này thì cũng cao lắm, tầm khoảng 2 mét 1, 2 mét 2 đó. Nói chung là từ dưới này mà lên tấm la phong đó ha. Đó, 2 mét mấy đó cả nhà ha, 2 mét 1, 2 mét 2 đó chứ không phải ít đâu. Đó, đó cả nhà thấy là ở phía sau kỳ trụ kìa ha. Đó, xây lên nhìn thấy cao ghê thiệt, giống như cái nhà mà hay tắm đó cả nhà. 5 mét 1, 5 mét 2 đó cả nhà, 5 mét 1, 5 mét 2 đó, cao đó cả nhà ơi. Nên là mình nhìn nó giống như là cái nhà hay tắm luôn đó ha. Ở đây đúng là có cái cửa thì đẹp, nhưng mà thật sự á là hãy để cái tủ hay nói là ha, để cái tủ với là bên kia có cửa rồi, mình cũng không có mở nhiều cửa cả nhà, vì cái này phòng này cũng nhỏ đó ha. Rồi ông lớn à. Lớn mấy bữa ra lớn giữ đồ cho nhỏ hả, làm gì đây hả, giữ đồ hả? Giữ đồ coi thử có ai lấy trộm không, đúng không? Mấy bữa nay có ai lấy trộm không hả? Không ai ăn trộm hết hả? Ấy kiểu mà em bé lên 3 cả nhà ơi. Cả nhà biết là mình mà bị nhốt từng 5 ngày là khủng khiếp như thế nào rồi. Như đợt Covid cho cả nhà thấy là cô chú anh chị ở trong nhà đó mấy tháng trời mà mắc bệnh, mắc khùng, mắc điên. Em là bị 20 năm ha. 20 năm là mẹ nhốt trong nhà, là đi chỉ đi ra ngoài và là buổi tối thôi. Còn ban ngày là ở trong nhà. Ôi trời, trời cây cây nem bờ đỡ bảo ngã 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 đông lớn thấy không? Ở đây đây cô chú anh chị ơi, đây là hãy chia sẻ luôn đây ha. Đây có mấy cái cây mà bữa hôm rồi bán này ha, ở những cái cây mà không bán được đây này, cả nhà thấy rằng là ở miền Trung Hải này đó không bán kịp là nó đổ ngã như vậy đó ha. Đó, đổ ngã nằm hết trơn này. Miền Trung Hải thì được vừa rồi thì cây đổ ngã cũng rất là nhiều luôn đó. Cũng cầu trời cho nó nắng thêm vài ngày nữa cả nhà ha. Nắng thêm vài ngày là có thể là mình lột được cái máy nhà này xong rồi là làm phía trong nhà này nó rất là nhanh luôn. Còn ở trong nhà này còn xây được cái chỗ toilet này nữa ha. Rồi cái bếp nấu ăn ở đây nữa ha quý vị. Cái bếp ở đây ha, rồi cái chỗ rửa chén ở khu này đây ha. Còn ở phía sau này thì có cái ô thông gió như thế này thôi quý vị ơi. Đó, có ô thông gió như thế này đó là chỗ toilet đây, với lại cái chỗ bếp này quý vị. Nói chung thì mình cũng làm tương đối thôi. Còn ở phía trên kia thì có cái cửa sổ ha, chứ còn ở nhà mà mở nhiều cửa quý vị, cái này là giống như cái phòng trọ thôi, giống như cái nhà thì mình mở cửa rồi mình thấy cái diện tích nó rộng thì để cho nó thoáng nó này kia, chứ còn thật sự nhà phòng của nhỏ như thế này là thấy cũng rất là ok rồi. Đó, cửa sổ ở đây, rồi đây có cửa chính này ha. Đó, như vậy là cũng gọi là tương đối rồi quý vị. Còn ở phía trên kia thì cũng có cái cửa sổ của chú anh chị thấy ở phía trên kia đó, chưa cái ô đó mà chưa xây hết đó, ha. Còn máy đang gạch ở phía trên nữa là xong cái mặt sau rồi. Còn cái mặt trước này ngày mai chắc cũng may trời nó theo như dự báo thời tiết thì ngày mai trời nắng ra nha. Phía trên này thì cũng bỏ mấy cái ô thông gió này nữa. Nhiều cô chú anh chị nói sao không bỏ ô thông gió 3 cái hay là này kia để cho đúng phong thủy số lẻ, nhưng mà thật sự quý vị ơi, cái phong thủy nó cũng chỉ tương đối thôi quý vị ơi. Làm sao mà mình ở nó sạch sẽ, nó thoáng không khí như vậy là được, chứ còn mà mình theo cái phong thủy là nói chung là nó cũng có nhiều cái tốt quý vị, nhưng mà thật sự nhiều cái phong thủy bây giờ trên mạng nó xử ra để mà nó bán cái thiết bị này thiết bị kia đó quý vị. Đó,
cũng giống như là cái máy hút mùi ha, hút mùi á, nhà Hải cũng mua rồi, cũng rất là nhiều người mua rồi. Hải thấy rằng là máy hút mùi hút cho vui thôi, chứ còn Hải thấy ít cái máy nào mà dùng cũng được lắm cả nhà. Nên nhiều cô chú anh chị nói là nếu như không bỏ cái cửa sổ đó thì mua máy hút mùi. Nhưng mà thật sự á, cô chú anh chị ai mà dùng cái máy hút mùi rồi biết ha, nhà mình dùng chỉ sắm ra xài được 2-3 tháng rồi cũng để đó chứ ít khi nào bật lắm. Hải nói thật, vì Hải cũng dùng, nhà Hải cũng dùng máy hút mùi mà đầu tư cái tốt cũng là như cũng 10 triệu, mười mấy triệu đó mà cuối cùng cũng đâu có dùng đâu. Đó, nhà nhỏ này hồi trước thì cái bếp này, Hải cũng mua cho nhà nhỏ cái ô thông gió này này, nhưng mà cũng ít khi nào bật. Và không phải nhà nhỏ đâu, mà Hải đi theo dõi là cũng có nhiều nhà là ít khi nào mà ai dùng cái cửa sập đó đó. Chung là đến hôm nay xài như thế này thì cũng tương đối là ok rồi cả nhà, cũng rất là mừng. Là ngày mai mốt nữa là có thể là có được cái mái nhà là nó nhanh hơn. Rồi bây giờ Hải cũng chia sẻ với cô chú anh chị chút vậy đó ha. Rồi ngày mai rồi chắc nhỏ cũng ở nhà nghỉ ngày 2 ngày nữa để làm cho nó xong cái mái rồi cho thợ họ làm. Không biết sao hôm nay con chó vô nhà. Hãy cũng thấy là nó vô mấy ngày rồi, ở đây luôn đó cả nhà. Nó vô nhà của mình là nói chung là hôi lắm, bởi vì là mà đem gì tùm lum vàng lớn rồi đó. Mà cái này thì chắc cũng làm nhà xong rồi dọn cả nhà. Chắc mình cũng chưa biết rằng là có thể là có khả năng là sẽ đưa cổ đi một chuyến nè. Chứ còn bữa nay dọn ra thì cũng từ lưa rồi cả lên cơn này kia cũng mệt lắm. Cái gì đó hả? Nó mặt điện lên như sáng gì mình? Lấy gì đó? Biết chỉ bỏ gà dưới này nè. Nghe nó nhốt gà dưới này đúng không? Nghe mình xuống cái này là anh sợ không? Không ở dưới này này. Bỏ gà dưới này đúng không gì mình? Nhốt con gà vô trong này. Đây. Con gà này nè. Gà đây là bạn thân của dì mình đây quý vị. Vì những cái người mà giống như dì Minh đó ha, bị cái bệnh này á, rất thích là ở trong cái môi trường giống như thế này thôi. Giờ mình có dọn ra hết đi chăng nữa thì cổ cũng mang về nhà y vậy thôi. Còn cái ve chai này sao dì không bán gì để gì mình? Hả? Đó, sợ mắc đồ này cả nhà. Cái triệu chứng là sợ mắc đồ này. Đó, cái máy ghi gỗ này cũng đem vào nhà có sợ là người ta họ lấy này, sắt này. Ngày hôm qua cổ chửi dày dữ lắm, không biết là ai lấy cái gì của cổ đó. Cổ chửi khiếp lắm. Hả? Giật luôn. À. Còn đống rác này sao không đem đốt đi hả? Đem mới phơi khô. Hả? Phơi khô rồi đốt hả? Phơi cho. Mà đang ở nhà gì con thấy rằng không bật điện, do sao nước thì dùng kinh lắm mà điện sao không bật lại? Được không dông? Hả? Mày cứ hận được mưa. Mưa hả? Mày đang cú này. Nói chung là bệnh của dì Minh là vậy cả nhà. Đốt rác hay gì? Để cái đống vô này thôi. Quá khiếp thiệt. Sẽ đâu hằng lấy. Gì vậy? Còn chiếc xe tải chạy từ núi mưa ra mưa đó. Gì xây nhỉ? Xe xúc đất á. Lại cha thì xe đua xe đôi chứ chồng chụp tận đúng xe tài nữa lúc lại lúc mệt cày ra ngoài đương quán thôi lại bên trong cô nhọn rồi đi ra má rồi lại tại mặt lại mấy lại tại mà bạn đốt rồi lâm nghe mà đốt để đem ra nghe đốt ở đây cháy nhà luôn á nha đục đây hơi bồng quá hả đục đây đục khó khối khô rồi đục hơi khô rồi đốt hả lô dùng đơn ăn uống đi lụng trụi lượng hãy mua lô mi lô cái ăn mình nhỏ lượng mua cái dư mệt đấy giữ đồ quán á dư mất lại chứ mua để đi ông trả tôi chứ tao cứ dư mất ngoài đụng sai chứ nữa đúng rồi để cho mất để cho mất người họ có bôi có bột tổn ngồi đây cho mất mưa thảm việc mất cho được gặp một đuổi ăn cắp một đếm vậy đó mất mớ tiền đúng không
mất cạch nữa đó, nó ra ngoài cái cạch nữa, cạch sạch nó mất được, chả có cái sạch sạch thật mất được. Dạ. Đồng ý cạch mất được không? Đừng loại với con nhỏ. Rồi, hãy cũng xin chia sẻ một chút quý vị ha. Ngày mai rồi tiếp tục làm nhà cho cô nhỏ quý vị ạ. À. Chắc ngày mai trời nắng đó. Theo dự báo thời tiết thì thấy ngày mai trời nắng đẹp. Xin cảm ơn cô chú anh chị đã theo dõi nha. Xin chào tạm biệt quý vị ạ. À.